Thấy Chu Xue bị sa thải, cựu huấn luyện viên Thái Lan nói thẳng một câu khiến fan Việt Nam nở mày nở mũi. Sau chưa đầy một năm ngồi vào chiếc ghế nóng, huấn luyện viên Philippe Chu Xue đã chính thức phải rời vị trí sau khi không thể giúp tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026. Thậm chí, sau hai thất bại trước Indonesia, cánh cửa đến với Asian Cup của chúng ta cũng xem như đã khép lại. Tuy nhiên, trước tình hình đó, một cựu huấn luyện viên Thái Lan từng vô địch AFF Cup bất ngờ có phát biểu khiến 100 triệu dân Việt Nam cảm thấy ấm lòng. Ngay sau khi biết tin, huấn luyện viên Philippe Chu Xue bị sa thải và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gấp rút tìm người thay thế. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Manopun King đã bất ngờ có những phát biểu về câu chuyện này. Trong bài phỏng vấn với VN Express, Pun King nói: "Tôi xem mọi trận đấu của Việt Nam trong thời gian qua và tôi tin rằng đội tuyển vẫn có một dàn cầu thủ mạnh. Các đội tuyển U23 của họ cũng vậy. Tôi đang tìm kiếm công việc mới, đang đàm phán với vài câu lạc bộ và dĩ nhiên sẽ gật đầu nếu như được VFF ngỏ lời."